sống mà không giết người, chẳng khác nào sống mà không ăn, là một trong hàng chục câu nói kinh tởm và gây ám ảnh bậc nhất trong giới tội phạm Nga cho đến thời điểm hiện tại. Điều gì đã khiến một tên như Pichushkin trở thành một trong những tên giết người hàng loạt tàn bạo nhất lịch sử nước Nga? Sát hại hơn 60 mạng người, đến khi bị bắt vẫn chưa từng có dấu hiệu ăn năn, hối hận về tội ác khủng khiếp của bản thân. Cái kết dành cho tên sát nhân bàn cờ này sẽ khiến chúng ta cực kỳ khó chịu. Bạn nên cân nhắc để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của Alexander Pichushkin, hoặc có thể xem nó vào một ngày nào khác. Tâm lý và cái kết của con ác thú vùng Bishkek sẽ có trong video này. Sau khi bị giam giữ và lấy lời khai, tên Pichushkin được chuyển đến viện sơ khi vào tháng 12 năm 2006 để tiến hành một cuộc kiểm tra tâm thần. Kết thúc cuộc kiểm tra, họ cho ra kết quả. Hắn được cho là một phần lành mạnh, ngoại trừ việc nghiện rượu. Do đó, tên Pichushkin này đủ khả năng để trả lời toàn bộ hành động của mình trước phiên tòa. Alexander Pichushkin không đơn giản là một tên sát nhân hàng loạt như bao tên khác. Với bản so sánh độ nguy hiểm giữa Pichushkin và thần tượng của hắn, Andrei Chikatilo, ta có thể khó mà nhận ra được tên nào nguy hiểm hơn. Xét về số lượng nạn nhân, sát nhân bàn cờ với số lượng nạn nhân bị sát hại nhiều hơn và thời gian gây án cũng dài hơn. Về nạn nhân, độ tuổi vùng Rostov nguy hiểm hơn. Đối tượng mà hắn ra tay đa phần ở độ tuổi rất nhỏ và những nạn nhân hoàn toàn không hề có khả năng tự vệ. Không một nạn nhân nào sống sót khỏi bàn tay của Chikatilo. Mức độ ra tay tàn bạo, gây ám ảnh nhất từ thời nhà nước Liên bang Xô Viết cho đến nay vẫn là Andrei Chikatilo. Hắn ra tay cực kỳ kinh tởm và biến thái, trái ngược hoàn toàn với tên Pichushkin. Vậy thì ai mới là kẻ nguy hiểm hơn? Câu trả lời là sát nhân bàn cờ Alexander Pichushkin là tên nguy hiểm hơn. Tại sao? Xét về mặt tâm lý, hắn rõ ràng mắc chứng thái nhân cách. Khi xem qua các đoạn thẩm vấn, hắn vẫn bình tĩnh ăn và hút thuốc như không có chuyện gì xảy ra. Hắn hoàn toàn không cảm thấy hối hận, không hề có một chút lương tâm nào bên trong con người hắn. Nhưng, thứ khiến tên Pichushkin này nằm trong top đầu những tên sát nhân hàng loạt nguy hiểm bậc nhất ở Nga là chứng cuồng sát mà hắn đang mắc phải. Homicidomania là một triệu chứng đam mê, điên cuồng và có sức hút với việc giết người. Nó khiến người mắc bị hấp dẫn bởi các suy nghĩ sát hại người khác mà không thể nào cưỡng lại được. Chứng cuồng sát thường không phải là một loại triệu chứng của rối loạn tâm thần, mà nó phát triển dựa trên cơ sở các đặc điểm nhân cách tiền bệnh có liên quan và là một trong những đặc điểm của những kẻ thái nhân cách. Alexander Pichushkin có thể được coi như là tên giết người đầu tiên có triệu chứng tâm lý nguy hiểm nhất trong lịch sử Nga. Chứng cuồng sát đã khiến hắn lọt vào trong hàng top đầu tội phạm nguy hiểm bậc nhất ở Nga. Hắn khác biệt hoàn toàn với Andrei Chikatilo và những tên sát nhân khác, không tấn công tình dục, không tra tấn và cũng không cắt xẻo. Pichushkin điên cuồng tạo ra một bộ sưu tập và làm đủ mọi cách, tự đẩy nạn nhân xuống cống, dùng súng bắn, dùng búa đập, chỉ để hoàn thành bộ sưu tập đó một cách nhanh, gọn và không tốn quá nhiều sức lực nhất có thể. Vài người phân tích rằng nạn nhân mà hắn ra tay đều cùng một mục đích, trả thù vì người cha, người ông của hắn đã rời bỏ tên giết người khi còn nhỏ. Nhưng mình không nghĩ là vậy. Động cơ phạm tội của hắn không chỉ dừng lại ở việc chút giận và trả thù lên những người đàn ông trung niên hoặc cao tuổi. Hắn rõ ràng muốn hơn thế nữa. Trong một lần phỏng vấn tên điên Pizza về động cơ phạm tội của mình, hắn nói: "Tại sao tôi giết họ? Bạn hỏi ư? Chà,
làm sao tôi có thể giải thích cho bạn. Hãy hiểu, đối với tôi, sống mà không giết chóc cũng giống như sống mà không ăn. Bạn hiểu chứ? Tôi cảm thấy mình giống như là một người cha đối với những người này, bởi vì tôi đã mở ra cánh cửa đến với một thế giới khác cho họ. Tôi để họ đi đến một cuộc sống mới. Trong mọi trường hợp, tôi giết người vì một lý do. Tôi giết để sống. Thật đáng để giết ngay khi bạn muốn sống. Giết người mang lại cảm hứng. Bạn thức dậy với nó. Tôi cần phải giết. Có những ngày tôi không muốn ra khỏi giường và ra khỏi nhà, nhưng tôi đã tự ép mình. Niềm vui và vì giết người của hắn được xem như bùng nổ cảm hứng. Hắn chưa bao giờ che giấu cảm xúc trong mọi cuộc mô phỏng lại quá trình gây án. Hắn thích thú dùng cây búa gỗ đập vào từng hình nộm bằng tất cả sức lực của mình, ghi nhớ từng biểu cảm, sắc thái, sự trả thù của hắn. Điều duy nhất mà tên điên pizza yêu cầu là mua cho hắn một đôi giày mới cho những chuyến đi, để không bị vấy bẩn trong bùn. Bản thân hắn cảm giác mình như là chúa, quyết định lấy đi sự sống và ban lại một cuộc sống mới cho bất kỳ ai theo cách của hắn. Hắn xem mọi hành động mà hắn đã làm không hề sai trái. Thậm chí hắn cần phải làm như một nghĩa vụ và tự xem nó như là một niềm tự hào của bản thân. Về thời thơ ấu của hắn, ông Imurat đã khuyến khích hắn chơi cờ vua rất nhiều. Nhưng thật ra tên Pichuskin này chả có tí hứng thú gì với cờ vua. Hắn chỉ thích cờ đam và thắng nhiều giải đấu. Chơi cờ là một bộ môn thể thao rèn luyện trí não rất tốt. Nhưng khi một tên giết người như Pichuskin chơi cờ rất nhiều từ nhỏ, khi lớn lên hắn lại càng là mối nguy hiểm chết người. Hắn rèn được tính tập trung, giữ được bình tĩnh và tính toán nước đi cũng như lên kế hoạch cho tất cả các vụ giết người rất chi tiết. Pichuskin hoàn toàn khác với những tên sát nhân khác tại Nga. Hắn thường làm quen, kết thân với con mồi một khoảng thời gian trước khi giết họ. Hắn thích chơi đùa với nạn nhân của mình, chiếm trọn lòng tin từ tất cả mọi người qua vẻ bề ngoài thân thiện và dễ gần của hắn. Alexander Pichuskin là một tên sát nhân hàng loạt thông minh, xảo quyệt và cực kỳ nguy hiểm. Phiên tòa xét xử sát nhân bàn cờ kéo dài gần 2 tháng. Trong các cuộc họp, kẻ điên cư xử tự tin và chơ cháo. Hắn liên tục từ chối làm chứng. Tên Pichuskin thậm chí còn tìm cách đe dọa luật sư của hắn, Pavel Ivanikov. Anh ta nói, hắn hứa sẽ làm thịt anh như một con cá và tát anh như một con côn trùng. Ngày phán xét cuối cùng cũng đã đến. Vào ngày 29 tháng 10 năm 2007, có 41 người thân của nạn nhân và 98 nhân chứng truy tố trong vụ án. Điểm khác biệt rất lớn tại phiên tòa xét xử Alexander Pichuskin là bầu không khí trong phòng xử án tương đối yên tĩnh và không hề giống như địa ngục đã diễn ra trong tòa án ở Rostock của Andrei Chikatilo. Theo lời khai của những nhân chứng có mặt tại phiên tòa xét xử Pichuskin, mọi thứ diễn ra giống như họ đang xem xét một tội vật như trộm cắp hơn là phiên tòa xét xử một tên sát nhân giết hơn 60 người. Thật kỳ lạ. Phần lớn thi thể được tìm thấy qua đường cống từ năm 2001 cho đến cuối năm 2005 là 29 thi thể. Cơ thể của các nạn nhân hầu như không bị tác động vật lý có chủ đích nào do tên Pichuskin này gây ra. Mọi thứ hoàn toàn được coi như là những vụ tai nạn của những người nghiện rượu. Đây cũng có lẽ là một phần nào đó lý do khiến người thân nạn nhân cảm thấy rằng họ thật sự chỉ bị tai nạn. Lời thú tội cuối cùng của tên Pichuskin qua những dòng sau đây phản ánh đầy đủ thái độ của hắn đối với việc mà hắn đã làm, những gì đã xảy ra xung quanh. Thay vì những giọt nước mắt ăn năn và những lời cầu xin tha thứ, thẩm phán, bồi thẩm đoàn và người thân của các nạn nhân đã nhận được những lời sau đây. Tôi đã bị bắt trong 500 ngày nay, và tất cả những ngày này, một số lượng lớn người quyết định số phận của tôi, cảnh sát, điều tra viên, thẩm phán, công tố viên, bồi thẩm đoàn, chuyên gia, hàng trăm người quyết định số phận của một người, trong khi tôi chỉ có một mình quyết định số phận của 63 con người. Không, có lẽ 63 là không thể đếm được. Đối với họ, một mình tôi là công tố viên, bồi thẩm đoàn, thẩm phán và đao phủ, thực hiện tất cả các chức năng của các người. Một mình tôi quyết định ai sẽ sống và ai sẽ không. Tôi gần như là một vị thần. Các người có cảm thấy sự khác biệt? Ừ, phải rồi. Hắn khác biệt lắm. Những tên khác biệt như hắn lẽ ra phải bị xử tử,
lẽ ra phải bị trừng trị thích đáng nhất. Những thể loại như hắn không thể chung sống với loài người như chúng ta được. Hắn là thành phần quá nguy hiểm. Nhưng không, phiên tòa kết thúc, Alexander Pichuskin bị kết án tội giết 49 người và âm mưu tấn công thêm 3 người. Cuối cùng, hắn đã nhận hình phạt là tù chung thân kết hợp với điều trị tâm thần bắt buộc. Hắn thậm chí còn mặt dày để đơn kháng cáo và yêu cầu giảm án xuống còn 25 năm. Tuy nhiên, mọi yêu cầu của hắn đã bị từ chối. Và chẳng mấy chốc, Alexander Pichuskin được chuyển đến nhà tù hình sự số 18 của cơ quan tòa án Liên bang Nga nằm tại làng Kharp, khu tự trị Yamalo-Nenets, có tên gọi là Polar Out, hay còn gọi là cú Bắc Cực. Chưa dừng lại ở đó, sau khi vào tù, hắn nhận được hơn 80 lá thư hâm mộ từ các cô gái và những đứa trẻ mới lớn khác. Hàng loạt hình vẽ, tranh ảnh từ những người hâm mộ, tôn sùng hắn và xem hắn như là một vị cứu tinh, một vị tổng thống của một số hội nhóm. Ngoài ra, Pichuskin thậm chí còn đã đính hôn với một cô gái say mê hắn. Natalia là một cô gái dân Siberia 29 tuổi, làm việc trong một cửa hàng dành cho trẻ em. Cô này thậm chí còn tự gọi mình là Natalia Pichuskin. Natalia nói cô đã yêu Pichuskin, một tên giết hơn 60 mạng người, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người chỉ liên lạc qua thư từ và chưa bao giờ gặp mặt. Natalia thậm chí còn xăm chân dung của hắn lên tay, chuẩn bị váy cưới và còn muốn có con với hắn. Đây chắc chắn là dấu hiệu của ái phạm nhân Hristophilia theo hướng thụ động. Natalia luôn khăng khăng rằng bạn trai của cô hoàn toàn vô tội và không gây nguy hiểm cho bất kỳ ai dựa trên những lá thư mà hai người đã trò chuyện với nhau. Đồng thời, vào năm 2014, cô gái đã đến tận công viên Pisa và ngay cả chính căn hộ tên Pichuskin và gia đình đã từng sống để hồi tưởng lại ký ức của tên bạn trai. Đến cả khoảng cách sinh sống giữa tên sát nhân hàng loạt nguy hiểm và cô gái này cũng rất gần. Cô đã chuyển đến Niagan, một thành phố gần với nhà tù Polar Out, mong một ngày nào đó gặp được Pichuskin. Bởi lẽ không sai khi nói cô đã mắc chứng ái phạm nhân một cách điên cuồng. Vì khi chúng ta biết được quá khứ của Natalia, cô đã từng kết hôn với một người đàn ông nghiện rượu và bị bạo hành trong suốt 9 năm. Natalia bắt đầu có sở thích trò chuyện với những tên giết người, dần chuyển thành những tên giết người hàng loạt. Đọc và tìm hiểu tất cả những tên giết người hàng loạt khét tiếng và mong rằng sẽ trở thành bạn đời của một trong số chúng. Trước khi trò chuyện với Pichuskin, cô này đã trò chuyện với một tên giết người khác. Không ai có thể hiểu nổi những hành động mà Natalia đã làm. Người dân Niagan cực kỳ phẫn nộ và tẩy chay cô. Ngay khi ra ngoài đã có rất nhiều người chửi rủa, hăm dọa tấn công. Nhưng ngay cả những điều như thế cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ điên rồ bên trong cô gái này. Natalia cho rằng cô sẽ chết nếu không được ở bên hắn. Vụ việc này đã khiến rất nhiều những đứa trẻ mới lớn đồng loạt hâm mộ tên Pichuskin. Cái tên sát nhân bàn cờ đã ảnh hưởng và tạo tiền đề cho các vụ án và những tên tội phạm có liên quan đến Pichuskin. Thậm chí nó lại xảy ra một lần nữa ngay tại công viên Bishevsky về sau. Việc một lễ kết hôn giữa một tên giết hơn 60 mạng người và một phụ nữ điên rồ sẽ không bao giờ được phép diễn ra. Về tên Pichuskin tại nhà tù cú Bắc Cực, nơi mà những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm kết án chung thân được giam giữ. Ban đầu, tên Pichuskin được ở cùng phòng với một tên trùm khủng bố Chechnya. Nhưng ngay sau đó, tên khủng bố yêu cầu muốn chuyển đến phòng giam khác vì tên Pichuskin liên tục tra tấn tinh thần của bạn tù bởi những điều mà hắn đã làm. Lần lượt, những tên tội phạm sừng sỏ khác cũng được chuyển đến và chuyển đi ngay lập tức vì không ai muốn ở cùng phòng với một tên như Pichuskin. Khi được quay bởi đài NTV, tên giết người nói trước máy quay: NTV, tôi sẽ trở lại công viên Bishevsky, tay tôi nhớ rõ cây búa lắm. Một phóng viên hỏi hắn, nếu trong trường hợp hắn được ân xá và được thả thì hắn sẽ làm gì? Nếu tôi được thả bây giờ, điều đầu tiên tôi làm là giết một vài người để giải tỏa căng thẳng, hãm hiếp một phụ nữ và uống vodka, tên giết người nói. Sau cùng, người đáng trách và cũng đáng thương lại là mẹ của hắn. Bà Natalia và cả gia đình đã bị ảnh hưởng rất nhiều
buộc phải thay tên đổi họ và phải chuyển đến nơi khác sống. Вы в одной квартире жили? Да, в одной. Вы ни о чем не подозревали? Нет, конечно. Малый глухой, взрослый человек. Можно с вами поговорить? Насчет чего вы хотите поговорить? Ну, насчет сына вашего. И что? Я не хочу больше о нем говорить. Вы встречаетесь с сыном? Это очень важно. Встречаешься с ним или нет? Я уже понаделала все, а мне нужно жить дальше. Помощников нет, я не буду даже. Мне жить вопросы вот так вот достали. Я хочу просто нормально жить. Это все, все это, все, что с ним случилось, это мое и его. Все, и вот больше я не хочу больше никого выпускать. Понятно? Все. Это наше дело. Bà Natalia, mẹ của hắn, quá sốc với những chuyện xảy ra. Tôi không tin rằng con trai mình là kẻ giết người, cho đến khi chính Sasha nói với tôi về một cuộc hẹn. Tôi hỏi nó, tại sao con trai? Ít thời gian mẹ ạ, à, chuyện dài đây, Pichuskin trả lời. Mặc dù thực tế là ngay sau khi bị bắt, mẹ của Pichuskin đã đốt hết tất cả ảnh và đồ dùng cá nhân của hắn. Nhưng trong thâm tâm bà vẫn không thể rời xa chính đứa con ruột của mình. Bà đã viết thư cho hắn và chỉ ước rằng mình chưa bao giờ có một người con như hắn. Cái kết của Alexander Pichuskin chưa bao giờ làm hài lòng bất kỳ ai. Đến nay, sát nhân bàn cờ Alexander Pichuskin đã ở tuổi 49 và cuộc đời của hắn mãi mãi chôn vùi tại một trong những nhà tù đáng sợ và nghiêm ngặt nhất của Nga theo hệ thống từ thời Liên Xô cũ là cú Bắc Cực. Một trong những nhà tù đen đứng bên cạnh những cái tên như cá heo đen, thiên nga trắng tại Nga, và hắn sẽ không bao giờ có cơ hội tự do tiếp cận với xã hội loài người một lần nào nữa. Khi tìm hiểu về quá khứ của Pichuskin, mình chỉ nghĩ nếu như khoảng thời gian đen tối ấy trong cuộc đời của hắn gặp được một người nào đó quan tâm và động viên hắn, giữ con người hắn không nghiêng về bản ngã bên kia, thì có lẽ Alexander Pichuskin đã trở thành một công dân có ích cho xã hội, một người con luôn yêu thương gia đình của mình. Chúng ta mỗi hoàn cảnh khác nhau, và chúng ta càng không như hắn. Chúng ta được sinh ra mỗi người một cuộc sống khác nhau, người hạnh phúc, người thì bất hạnh, điều tốt và điều xấu luôn đến với cuộc sống này. Nhưng chẳng ai lại không muốn mình sống trong hạnh phúc. Đâu phải mọi điều tồi tệ đến với bạn sẽ luôn khiến bạn trở nên tồi tệ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết series Sát nhân bàn cờ này. Mình là Duy. Hẹn gặp lại mọi người tại những video khác. Thank you.